cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến có hoạt động bốc dỡ thủy sản làm nguyên liệu để chế biến xuất khẩu vào EU theo phạm vi quản lý, giám sát hoạt động khắc phục của cơ sở đối với các sai lỗi đã được chỉ ra bởi đoàn kiểm tra của chi cục và kiên quyết xử lý hoặc lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp không đảm bảo an toàn thực phẩm trong khai thác, bảo quản thủy sản sau đánh bắt theo quy định. Ngoài ra, các chi cục cần phối hợp với ban quản lý cảng cá kiểm soát chất lượng nước đã sử dụng để bảo quản thủy sản tại cảng, đảm bảo được sản xuất từ cơ sở đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định của Việt Nam. Vào rạng sáng nay theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới Washington bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ trong nỗ lực củng cố quan hệ đồng minh song phương khi Đảng Dân Chủ Tự Do trở lại nắm quyền lãnh đạo Nhật Bản sau hơn 3 năm thất thế trước Đảng Dân Chủ. Các vấn đề kinh tế và phối hợp lập trường trong các vấn đề nóng ở Đông Bắc Á sẽ là chủ đề chính của cuộc hội đàm giữa ông Abe với giới lãnh đạo của Mỹ. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Abe kể từ khi ông trở lại vị trí Thủ tướng Nhật Bản hồi tháng 12 năm ngoái. Chuyến thăm được chú ý bởi nó diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang xuống mức thấp do căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ, trong khi tình hình bán đảo Triều Tiên liên tục nóng sau vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ ba. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nội dung chính sẽ xoay quanh việc tìm kiếm các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên để đáp lại vụ thử hạt nhân lần thứ ba của nước này. Ngoài ra, ông Abe cũng muốn thông qua chuyến thăm để tìm kiếm tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ hơn từ chính quyền Obama đối với tranh chấp biển đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Một tuyên bố của Nhà Trắng ngay trước thềm chuyến thăm nêu rõ, Mỹ phản đối mọi hành động đơn phương gây sức ép đe dọa sự ổn định tại khu vực, đồng thời ủng hộ giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Khả năng Nhật Bản tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP cũng sẽ được đề cập tại cuộc hội đàm. Ông Abe muốn tìm kiếm sự đảm bảo từ Nhà Trắng rằng các sản phẩm thương mại nhưng mang tính nhạy cảm chính trị đối với Nhật Bản như mặt hàng gạo sẽ được bảo hộ trước những quy định về mở cửa hoàn toàn thị trường. Truyền thông Nhật Bản cho biết, sau cuộc gặp với Tổng thống Obama, Thủ tướng Abe sẽ có những chuẩn bị cuối cùng để công bố quyết định Nhật Bản tham gia đàm phán TPP. Hiện 11 nước tham gia đàm phán TPP gồm Mỹ, Canada, Mexico, Chile, Peru, Singapore, Malaysia, Brunei, Australia, New Zealand và Việt Nam hy vọng sẽ kết thúc đàm phán trong năm 2013 này. Ngày hôm qua, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tới thủ đô La Habana của Cuba, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác thương mại song phương. Ngay trong tối 21 tháng 2, Thủ tướng Medvedev đã có cuộc hội đàm chính thức với Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Ông Medvedev khẳng định Cuba là một trong những đối tác chiến lược của Nga tại Mỹ Latin và với chuyến thăm lần này, Moscow mong muốn thúc đẩy hợp tác và tăng cường đầu tư vào Cuba trong các lĩnh vực chủ chốt, đặc biệt là năng lượng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp hai nước đang thúc đẩy các dự án khai thác dầu khí ngoài khơi của Cuba, được kỳ vọng sẽ giúp La Habana bớt lệ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ từ Venezuela. Ngoài năng lượng, Nga và Cuba cũng sẽ mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghiệp và dược phẩm. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Nga và Cuba sẽ ký 7 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ, y học, khoa học công nghệ, thủy điện và bảo vệ môi trường. Hiện Nga là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Cuba và giới chuyên gia đánh giá điều này chưa tương xứng với tiềm năng hai nước. Theo thống kê, kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn ở mức khiêm tốn là khoảng 300 triệu đô la trong năm 2012. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống của Ai Cập Mohamed Morsi đã ban hành sắc lệnh ấn định bầu cử quốc hội bắt đầu vào ngày 27 tháng 4 tới đây. Sắc lệnh được ban hành ngay sau khi Thượng viện của Ai Cập thông qua luật bầu cử sửa đổi theo yêu cầu của Tòa án Hiến pháp. Việc tiến hành bầu cử là bước quan trọng đem lại hy vọng chấm dứt giai đoạn chuyển tiếp chính trị hỗn loạn tại quốc gia Bắc Phi này. Theo sắc lệnh của Tổng thống Morsi, cuộc bầu cử sẽ được tiến hành làm 4 đợt, bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 và kết thúc vào tháng 6 năm 2013, và Hội đồng Nhân dân mới dự kiến được triệu tập vào ngày 6 tháng 7 năm 2013. Cuộc bầu cử được hy vọng sẽ giúp khôi phục ổn định tình hình chính trị đất nước, qua đó phục hồi nền kinh tế đang trong cơn khủng hoảng nghiêm trọng.
Năm ngoái, Ai Cập đã tiến hành bầu cử Hạ viện với chiến thắng thuộc về phong trào Anh em Hồi giáo mà Đảng Tự do và Công lý của Tổng thống Morsi làm đại diện. Song, đến tháng 6 năm 2012, Tòa án Hiến pháp đã tuyên bố bác bỏ Hạ viện mới này vì nó được bầu dựa theo luật bầu cử không hợp lệ. Ông Morsi bày tỏ tin tưởng Đảng của ông sẽ tiếp tục giành chiến thắng, thậm chí với số ghế cao hơn cuộc bầu cử trước, bất chấp làn sóng chống đối của các lực lượng đối lập. Theo giới phân tích, phe đối lập giờ đây phải lựa chọn hoặc tham gia bầu cử hoặc lại tìm cách phản đối tính pháp lý của tiến trình bầu cử. Trong khi đó, 24 chính đảng đối lập đã kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình lớn sau lễ cầu nguyện buổi trưa hôm nay, ngày 22 tháng 2, để phản đối chính quyền và yêu cầu thả tự do cho các nhà hoạt động chính trị đang bị giam giữ. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA, đã công bố báo cáo cho biết Iran đã bắt đầu lắp đặt nhiều máy ly tâm tân tiến tại Natanz, cơ sở làm dầu urani chính của nước này. Ngay lập tức thì Israel và Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Tehran. Những động thái này diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán mới giữa Iran với nhóm P5+1 dự kiến sẽ được nối lại trong tuần tới. Theo báo cáo của IAEA, 180 máy ly tâm IA-2M và vỏ máy ly tâm rỗng đã được lắp ráp tại nhà máy gần thành phố miền trung Natanz. Nếu vận hành thành công, hệ thống này sẽ cho phép Iran đẩy nhanh đáng kể tiến trình làm dầu urani mà phương Tây lo ngại sẽ được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Cũng theo báo cáo nói trên, Iran đã tăng lượng dự trữ urani làm dầu ở mức 20% lên 167 kg, tương đương 2/3 khối lượng cần thiết để chế tạo một quả bom nguyên tử. Ngay lập tức, văn phòng Thủ tướng Israel lên tiếng cảnh báo rằng Iran đang tiến gần hơn bao giờ hết tới mục tiêu sở hữu đủ nhiên liệu chế tạo một quả bom hạt nhân. Chính quyền Tel Aviv cho biết ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ là chủ đề hàng đầu trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Netanyahu với Tổng thống Mỹ Barack Obama, dự kiến vào tháng 3 tới. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ trích động thái lắp đặt máy ly tâm mới của Iran là hành động vi phạm nghĩa vụ của nước này với Liên Hợp Quốc. Đại diện Nhà Trắng cũng cảnh báo Iran có thể sẽ phải đối mặt với sức ép và sự cô lập hơn nữa nếu không giải tỏa được những quan ngại về chương trình hạt nhân của mình trong cuộc đàm phán với nhóm P5+1 tại Kazakhstan vào ngày 26 tháng 2 tới. Những hành động từ chối tuân thủ nghĩa vụ quốc tế từ phía Iran chính là lý do khiến nước này phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt hà khắc gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và thể chế chính trị của Iran. Trong khi đó, Tehran cũng cảnh báo nếu phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép với Iran thì sẽ làm tiêu tan mọi hy vọng về một giải pháp thông qua thương lượng. Chiến lược dài hạn tại Afghanistan là một trong những chủ đề chính của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 2 tại thủ đô Bruxelles của Vương quốc Bỉ. Trong ngày thảo luận đầu tiên, các quan chức của NATO đã thảo luận kế hoạch tiếp tục tài trợ để giúp cho Afghanistan duy trì lực lượng an ninh hùng hậu hơn 352.000 quân cho tới ít nhất là năm 2018. Kế hoạch nói trên đi ngược lại kế hoạch được xem xét thời gian gần đây là sẽ cắt giảm dần viện trợ và lực lượng an ninh Afghanistan sẽ giảm đi 1/3 so với hiện nay vào năm 2015. Mặc dù bày tỏ ngày càng tin tưởng vào năng lực đảm bảo an ninh của các lực lượng bản địa, song bằng kế hoạch mới, các quan chức NATO cũng muốn trấn an Kabul rằng họ sẽ không bị bỏ rơi sau khi liên quân do Mỹ và NATO cầm đầu rút hết khỏi chiến trường này vào năm 2014. Tổng thư ký NATO Fork Rasmussen đã bày tỏ ủng hộ kế hoạch nói trên và lạc quan về khả năng nó được thông qua, bất chấp thực tế là nhiều nước NATO đang phải cắt giảm ngân sách quân sự do kinh tế khó khăn. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ có đủ khả năng cung cấp tài chính cho lực lượng vũ trang Afghanistan để duy trì quân số kỷ lục 352.000 người, tính cả quân đội, cảnh sát và lực lượng an ninh. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng đây không chỉ là trách nhiệm của NATO, mà là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Chi phí tài trợ cho lực lượng an ninh Afghanistan trong năm 2012 là 6,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó Mỹ đóng góp khoảng 5,7 tỷ đô la Mỹ. Do sức ép cắt giảm ngân sách ở nhiều nước NATO, đặc biệt là các nước Eurozone, NATO đã yêu cầu giảm tài trợ xuống còn 4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm kể từ sau năm 2014. Với kế hoạch mới nói trên, chi tiêu của NATO lại sẽ phải tăng thêm 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Chính vì vậy, việc hạn chế cắt giảm ngân sách quốc phòng cũng là nội dung chính được các quan chức NATO đề cập tại hội nghị lần này. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin thời sự được phát vào đầu giờ tới.